Thu thập nhân phẩm 3600. Ok các bạn, đăng nha. Bây giờ là trong thư là kiểu gì cũng có này. Nhận nhanh luôn này các bạn. Đó, 2000 XP VIP luôn các bạn nhé. Để thêm một em Big Mom, thêm một cuốn chụp là 1. Hello hello, chúc các bạn một ngày của tuần thật là vui vẻ nha. Tuần này mình đã xả sạch tất cả những tài nguyên ở trong cái phần sự kiện các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đi, đó chính là khiêu chiến ở trong phần vực thẳm đi. Vực thẳm mình chưa chơi, nhưng mà tướng của mình thì chưa có nhiều, thế cho nên là mình cứ sử dụng 4 con này thôi. Và ấn bỏ qua được bao nhiêu sao thì được các bạn ạ. Còn cái việc là tính toán là kim cương cũng như là đạt được 3 sao thì mình sẽ chơi sau. Rồi, đấy, cũng được 2 sao mà. Tiếp tục nha. Rồi. Ô, cũng được 2 sao các bạn ạ. Khiêu chiến tiếp. Mình thì mình muốn lấy thêm kim cương cũng như là một số vật phẩm ấy, để mình có thể là chơi nốt cái sự kiện. Hiện tại sự kiện của mình chỉ còn lại mỗi chưa một cốc bia vàng là mình chưa hoàn thành thôi. Còn thiếu 140 cốc bia vàng nữa các bạn ạ. Không biết là có đủ kim cương để mua trong cái phần kho báu huyền thoại hay không đây. Chơi nốt xem nào. Ở đây thì mình thấy là kiểu gì các bạn cũng đang bị gặp một số những cái server mới ấy, là có cái nhiệm vụ cần chopper Giáng sinh thì cực kỳ khó luôn. Nếu như không nạp thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào mà sở hữu được em chopper Giáng sinh đó rồi. Ok. Ôi xài, một sao các bạn ơi. Chắc là bởi vì những cái ải đó nó sẽ cần một số những con tướng chỉ định ấy. Ôi vãi nồi, thua này. Ảo ấy. Liệu rằng có thắng đây không đây? Oh my god. Ôi vãi nồi. Thua luôn ạ các bạn. Ủa. Rồi luôn, đây như thế này mà thắng mình nha. Chiến thắng hai bền bỉ minh mẫn này. Trời ơi. Thốn vậy. Để mình xem là có tướng nào khỏe khỏe tí cho đội hình không nhỉ? Có lẽ nào lại phải chơi cái kiểu này đây. Nhanh nhẹn có nào ông ta? Trời ơi, không có. Trời ơi. Ủa, không thắng được ải này là chết dở đấy. Phải. Không thắng được thật này các bạn. Ảo ma thế nhở. Rồi luôn, spam ải liên tục mà không thắng được này các bạn ơi. Chết chết chết. Cho lên trên đầu xem nào. Ok. Lại nha. Ô may quá, cho lên đầu thì lại thắng được này. Ảo thật đấy. Không thể ngờ được là để hai vị tướng kia ở đầu mà bị thua luôn ạ. Chết thật. Một sao. Toàn một sao này. Nốt. Ôi may quá vẫn thắng. Nhưng mà chỉ là một sao thôi các bạn ơi. Cày thế nhở. Wow. 48 triệu 2 sao. Ok. Để mình xem là vị tướng nào là nhiều sát thương nhất nha. Đây. Kìa, Kaido của mình mới có 10 sao thôi mà sức sát thương gây ra hơn hẳn, đó chính là em Big Mom nha. Big Mom thì mình thấy đi PK là có lợi. À nhầm, PK thì thấy bình thường, chủ yếu đi săn boss thì có lợi thực sự luôn. Chiến boss cứ phải gọi là perfect. Sức sát thương gây ra rất nhiều các bạn nhé. Chiến đấu luôn. Thêm phát nữa xem nào. Ồ, 2 sao được đấy nhỉ. Vứt thêm hai em ở trên đầu nữa làm vật tế thần. Kể ra là cũng hợp lý đấy các bạn. Tiếp tục tấn công. Ok. Đấy. Ok. Hiện tại lực chiến của mình chỉ có 3 triệu thôi. Do là mình mới có 4 em. Nếu như mà có 6 em thì mình tin chắc rằng lực chiến của mình sẽ nhiều hơn. Ải này lại bị thua rồi các bạn ơi. Không thể tin được. Ôi may quá, spam thì nó lại thắng này được 2 sao liền. Rồi để mình nhận thưởng coi. Được những cái gì nào? 200 kim cương. Ok đấy. 200 kim cương nữa. Thế là mình nếu như mà full 15 ải là mình sẽ có 3k kim cương. 3k kim cương mà cộng với lại mình có hơn 7k là mình có 10k thì không đủ nhỉ. À thế thì mình sẽ đi chiến trường. Tại quy chiến trường của mình sẽ được thêm khoảng 2k mấy kim cương, 2k4 thì phải. Lúc đó thì mình sẽ có khoảng mười mấy nhỉ. 12k kim cương là lại đủ để mua thêm 100 cốc bia vàng nữa. Là cũng được đấy. Gần full rồi, cố lên. Chơi max sự kiện là tuần này luôn, full 4 vòng tất cả mọi thứ nha. Rồi, 200 kim cương này. 30k nước mắt. Ủa. Ok. 200 kim cương nữa này.
200 kim cương nữa. Ok à? Trời ơi, không biết là server 519 thì các bạn đang cày cuốc đến đâu rồi. Và những bạn nào đang chơi server 519 thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nha. Ok, 5 thùng bia. Thùng bia mình lại tích lũy được khoảng mấy trăm thùng rồi đấy. Ok phết. Không đùa được. 200 kim cương này. Đấy, thêm 5 thùng bia nữa. Rồi. Rồi, mảnh này. Tiếp tục. Tiếp tục. Ok. 200 kim cương. Rồi. Ngon lành, ngon lành các bạn ơi. Hiện tại được 32 sao các bạn ạ. 32 sao thì hơi bụi bắp nhỉ. Lấy bụi thùng bia đi. Su đi. Cốc bia đi. Đây thì lấy mảnh này đi. Chưa nhận được quà các bạn ạ. Rồi, quay trở lại xem nào. 11k4 kim cương các bạn ơi. Còn 600 kim cương nữa thôi là mình sẽ mua được thêm, đó chính là một phát ở trong kho báu huyền thoại. Đây, mình đã mua một lần rồi, thiếu 600 kim cương nữa. Thế thì mình sẽ đi PK một vài trận để mình xem quy chiến trường rồi nào. Ui, tính ra là mình sẽ cần thắng 100 trận nữa các bạn ạ. 100 trận. Càng ấy. Để mình xem có thắng hay không nha. PK 1 triệu thôi. Bỏ cái tàu đi cho có choáng tí. Đánh đấm. Khả năng cao là thắng đấy. Ok. Chiến thắng này. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ đi PK nha các bạn. PK. Rồi, 2 trận này. Ôi dồi ôi, nhưng mà PK và thủ công này thì cũng hơi mệt đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được cái vé. Yo, cuối cùng thì mình cũng đã PK xong khoảng hơn 100 trận. Đấy, cả thua cả thắng thì cộng lại cũng đủ điểm rồi. Có 2k4 kim cương, thêm cái dương 3 lính chỉ 6 sao nữa các bạn ạ. Thế là có 13k9 kim cương, gần 14k. Thì bây giờ mình sẽ mua nốt ở trong cái phần kho báu huyền thoại. Thêm 100 cốc bia vàng nữa để có thể là múc nốt cái sự kiện lần này nhá. Đó. Đấy. Thì để mình xem là thùng bia mình tích lũy được bao nhiêu nha. Thùng bia mình cũng lại tích lũy được 389 rồi. Khá là easy nhỉ. Rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ chơi ok. Đã định chiêu mộ thì nó lại bị đầy kìa. Rồi, thế thì luyện tướng thôi. Tầm này luyện tướng được em nào thì được. Hệ thông minh cũng có này. Ngon. Mấy cái hệ hiếm này thì mình sẽ không bao giờ huyết tế kể từ đầu game đến bây giờ. Mình chỉ huyết tế mấy cái hệ cùi cùi thôi các bạn ạ. Rồi, bây giờ chiêu mộ nha. Ok, chiêu mộ siêu tốc luôn này. Ui dồi ôi, nhưng mà nó lại chỗ chiêu tướng nó lại bị đầy các bạn ạ. Cay thật. Thôi để cho tiết kiệm thì mình cứ luyện tướng lên nha các bạn. Huyết tế thì cũng được đấy, nhưng mà mình muốn chơi thì kiểu tiết kiệm cơ. Đấy, thế là được thêm một em này. Rồi. Hai em là cũng sẽ chống được thêm 20 slot đồ. Ôi dồi ôi, không ổn rồi. Nhận thưởng này. À đúng rồi, cái nón Big Mom này mình chơi đen quá các bạn ơi. Này, bảo vật này. Ôi dồi ôi, cay thực sự luôn các bạn ạ. Đấy. Áo ma Canada thực sự luôn. Thôi bây giờ phải đi huyết tế rồi. 2 sao, 3 sao. Chọn nhanh luôn. Ok. Rồi, thêm phát nữa. Yeah. Hết chưa? Wow. Mình đang phân vân không biết là có nên nạp 4 lốp vào đây để có thể lấy thêm cái gọi là cái nhân phẩm ở tuần này hay không đây này các bạn này. Bâng khuâng lắm. Đấy. Xong rồi đấy. Bây giờ tiếp tục giã nốt là 5 slot này nha. Ok. Đấy, được cái là chơi ở trên máy tính thì cái phần chiêu mộ cốc bia vàng này nó rất là nhanh nha. Hoặc là đi ghép album thì nó cũng rất rất là nhanh luôn. Chơi điện thoại thì mình cũng chưa tìm được cách nào để có thể là làm nhanh như thế này cả. Rồi, có dương ngay. Nhưng mà hình như mốc cuối là còn thiếu đâu đó là 40 cốc bia vàng nữa các bạn ạ. 40 cốc bia vàng thì hơi căng nhỉ. Ổn đấy. Su quay siêu cấp xem nào. Không có cốc bia vàng rồi, chưa một đại hải tặc đấy các bạn ơi. Còn thiếu 39 cốc bia vàng nữa thì mình mới có thể là sở hữu được cái mốc cuối này cơ.
Này chắc là mình sẽ nạp 4 lốp vào đây các bạn nhé. Chờ mình tí mình sẽ đi nạp này. pay.gosu.vn. Rồi. Ok, phát đầu tiên này. Phát này là mình đang nạp 3 lốp các bạn ạ. Nhưng mà phải 4 lốp thì mới đủ cơ. Bởi vì là nạp ở trên web thì nó sẽ cần 400k. Thế thì mình sẽ phải nạp thêm một phát 100k đấy các bạn ơi. Căng phết nhỉ. Tiếp tục nạp thẻ. Trời ơi. Tiếp tục này, một phát 100 nữa thì tổng cộng nó sẽ là 3.600 điểm. Rồi, quét tiếp phát nữa. Ok đấy. Rồi, xong nha các bạn ơi. Bây giờ thì sẽ phải là đi mua vật phẩm. Mình sẽ tìm đúng lên cái gói nha các bạn. 519, đây rồi. 519 sự kiện. Sự kiện hoạt động tháng 9 chân thú. Thu thập nhân phẩm 3.600. Ok các bạn. Đăng nha. Đấy. Bây giờ là trong thư là kiểu gì cũng có này. Nhận nhanh luôn này các bạn. Đó, 2.000 XP VIP luôn các bạn nhé. Để thêm một em Big Mom. Thêm một cuốn trục là 1. Đấy, 50 mảnh, 100 copy vàng, 30.000 mảnh album, 3k kim cương. Ok, nhận thưởng luôn, đạt VIP 6 luôn này. Ô, tích lũy XP VIP đúng không? Cũng được. Ôi, căng thẳng đấy. Chiến bọn Akenu một phát thôi à? Ok, được mỗi phát này. Ôi, chơi nốt 40 cốc nữa để mình có thể là sở hữu thêm nha. Một chút cái phần thu thập nhân phẩm các bạn ạ. 1. Ô. 2. Rồi. 3. Quả này thì mình không ấn chiêu mộ nhanh vì sợ lố mất các bạn ạ. Chơi đủ thôi. Đấy, không phí. Phí lắm các bạn ơi. Tiếc tài nguyên. Đấy, thế là mốc cuối cùng mình cũng đã lụm được rồi. 50 mảnh thêm một cuốn trục L2. Đấy. Tạm tạm các bạn ạ. À đúng rồi. Đây thì mình sẽ bắn được thêm 2 phát nữa. Đó. 6k6 này, 6k9 này. Ok. Shop Akainu để mình xem thế nào. Đây có 3 cái túi kim cương này, thử vận may coi. Bởi vì là nào cũng hết rồi. Chơi full rồi các bạn. Một con chụp L1, một con chụp L2. Hợp lý. Một dương này không có gì. Ba cái này liệu rằng được cái gì không các bạn ơi. Ôi 1.500 kim cương. Tạm được các bạn. Mảnh này mở được 3 phát. Ui giời. Ui giật cá mình lúc phi con nó mới đau. Rồi luôn. Chán thế nhỉ. Không được con gì con ngon tế các bạn. Buồn thực sự luôn. Cày thế nhỉ. Hai em Big Mom. Ủa, hai Big Mom có lẽ nào mình sẽ nâng lên E3 không nhỉ? Có nâng em này lên E3 không nhỉ các bạn nhỉ? Kaido của mình. À, thế mình sẽ nâng Kaido. Đây rồi, tuyệt vời mặt trời nha. Lấy luôn Kaido, nâng cấp Kaido E1. Chọn luôn, không là nhẹo. Đó. Can lại để mình xem nào. Ui, không có em nào. 9 bay thì sao? Ôi không em nào thì có 40 thì vẫn thiếu hai em nữa cơ. Thế chỉ nên là mỗi Kaido thôi các bạn ạ. 1 2 3. Rồi. Thức tỉnh. Lên luôn. Tuyệt vời. Ấy, nâng cấp ơi kìa, không đủ à? Hy vọng là có nhiều tài nguyên. Đây rồi. 8 giờ chơi luôn này. 12 giờ. 24 giờ. Cái này thì mình sẽ dùng gọi là 5 tiết kiệm. Đấy. Ok. Ôi vai vẫn không đủ kìa các bạn. Ảo thật đấy. Thiếu đúng một phát nữa các bạn ơi. Vực thế nhở, nhìn ngứa hết cả mắt. Dùng thêm đó chính là 1 thôi. Đấy, tích lũy lại để lên level cao hơn thì mình dùng cho đỡ lãng phí tài nguyên nha. 260. Ok. Biết thế lấy luôn cái dìu cho Kaido cho xong.
Tăng máu, hợp lý rồi. Ok này, cái này mình có thể nâng cấp được thêm. Rồi, liệu đủ nâng cấp lên. Ngon. 200 lên level 80 là có thể nâng cấp được tiếp 30% máu. Mình xem Kaido máu bao nhiêu nha. Máu Kaido 5 triệu rồi. Ô, được cái chữ. Cánh cụt đỏ này. Ok, đấy tạm thời như vậy các bạn ạ. Nâng cấp dần dần. Thì đội hình của mình cũng là như vậy rồi. Thì chúc các bạn chơi game thật là vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo ở tựa game Huyền Thoại Tặc đấy nha.